Gạch Ngói Đồng Nai Turunai 119 Phan Thanh Giản Sài Gòn, thương hiệu hàng đầu trong ngành gạch ngói người Việt hơn 80 năm. Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, không ngừng lớn mạnh, không ngừng nỗ lực vươn mình khẳng định năng lực và giá trị. Với hai nhà máy cùng một mỏ sét lớn, quy trình sản xuất công nghệ cao từ Cộng hòa Liên bang Đức, có tổng cộng công suất lên tới hơn 300 triệu viên gạch ngói trên một năm, được phân phối trải dài ở khắp 63 tỉnh thành và một số đối tác của các quốc gia khác. Công ty Turunai đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất vào năm 2000, đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trong 22 năm liền, được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững vì chất lượng, đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2020, đạt top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2020, cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng trong và ngoài nước. Turunai vinh dự và tự hào là đơn vị cung cấp ngói lợp cho các đơn vị trùng tu mái ngói nhà thờ Tân Định, sân bay quốc tế Siem Reap, Campuchia, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort, Laguna Lanco Resort, nhà thờ Ca Đơn Lâm Đồng, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện và nhiều công trình lớn nhỏ khác trong và ngoài nước. Turunai cam kết nói không với hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, nói không với nguyên liệu phụ gia độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, nói không với phong cách phục vụ vô cảm, vô trách nhiệm với khách hàng. Sản phẩm của doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Sản phẩm luôn vượt tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia và quốc tế. Bồi hoàn 300% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe. Liên hệ ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 0979 052 599 để được tư vấn giải pháp đẳng cấp và hưởng mức chiết khấu cao nhất cùng nhiều phần quà hấp dẫn.